Hey, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mình phục hồi một cây quạt lại nha các bạn. Thì cái quạt này là cũng cổ lắm các bạn, chứ cũng trên 20 năm rồi các bạn. Thì cái loại quạt này là quạt xưa nè. Thì nó có 5 cái nút rồi các bạn. Một cái nút là tắt, với hai cái một nút đèn với ba nút số các bạn, là 5 nha các bạn. Thì nay mình phục hồi những loại quạt này á thì nó rất là tốt nha các bạn. Các bạn thấy di động nó người ta quấn cuộn cuộn nhìn thấy rất là đẹp luôn á. Giống như gọi là quấn tay mình vậy đó. Thì nó quấn kiểu nhìn thấy là khác như giờ thôi, giờ nó không có quấn vậy nữa nha. Thì hôm nay mình chia sẻ là mình sẽ phục hồi nó lại và mình tra dầu nhớt, mình kiểm thử những cái cuộn dây của quạt này nó còn sống hay không nha. Nếu hư thì mình tiến hành mình sửa lại thôi. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn những cái cuộn quạt mà cổ như này á thì dây đồng rất là tốt, ít khi nó hư lắm các bạn. Nó chỉ khi mà giống như nó mục, nó bị đứt do cái chỗ cái đầu nối này, mối nối mà giữa ra dây số với dây đề rồi thôi, thì còn không là ít khi nó hư lắm. Mình đã phục hồi cũng rất là nhiều cái mà cổ á, xài rất là bền luôn các bạn. Nó xài ít nóng nữa mà những cái dây này nó rất là bền luôn á. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình gỡ ra, mình tra dầu nhớ, mình kiểm tra những cuộn dây nha các bạn. Nha các bạn, khi mình gỡ ra thì mình phát hiện cái quạt này nó bị bó nha các bạn, nó bó cái trục này nè. Nó bó cái trục, các bạn thấy, bạn thấy nó rất là nhớt ở khu eo luôn nè, nó siết khu eo trục luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ tra cái dầu nhớt cho lại ha, mình tra lại với mình kiểm tra cái dây nè các bạn. Có một cái cọng dây làm như nó bị giục cái gì nè các bạn, nó giục ra cái gì nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái dây rút, mình rút lại nha. Thấy không, nó đứt nó rất là ổn nha các bạn. Hoặc cổ thì những cái nó rất là bền luôn á. Thì bây giờ mình tiến hành mình rút lại nha các bạn. Mình rút cái chỗ dễ đứt lại nè các bạn. Nó rút mình đứt lại nha. Thì các bạn, mình sẽ tiến hành mình rút lại các bạn, thì phòng ngừa cơ hội mà nó bị đứt nha các bạn, rất là ổn luôn á. Những quạt này nó rất là bền mà mình làm nó đứt rồi mình nói là không được, ổn lắm. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chùi các bạn, mình chùi cái trục này nha, chùi trục này cho nó sạch nhớt nè. Các bạn thấy cái trục này rất là nhớt nè, mình chùi khô rồi bạn vô mình vô nhớt lại nha, cho nó trơn trục nha các bạn. Nha các bạn, mình đã tiến hành vô nhớt bên cái trục trước, trục sau nè. Tới trục trước mình vô lại nha. Thì cái trục trước mình sẽ gỡ ra được luôn nè các bạn, rất là dễ gỡ luôn nha. Thì các bạn gỡ ra, các bạn hạ chút xíu ra, bạn lấy cái khăn á, các bạn chùi nha. Bạn chùi sạch hết trơn hai bên nha các bạn. Bạn chùi sạch hết trơn trước sau luôn, bạn chùi sạch lại. Như vậy cái trục này nó ít bị bó nữa nha. Tại cái quạt, những cái quạt xưa nè người ta bán á, thì đa phần là những cái trục mình bị bó người ta mới bán thôi. Thì giống như là người ta không có sửa, người ta không biết sửa, người ta thấy hư hoài người ta bỏ. Nhưng mà thật sự ra những loại quạt này nó rất là bền luôn các bạn.
Đây các bạn mình chùi đây, mình vô nhớt nha, rồi mình cho nó xả nhớt vô. Các bạn mình sục nha, các bạn mình trục cái chỗ trục hết trơn lại nha. Trơn lại nha các bạn, thì chút xíu nó sẽ trơn, rất là trơn lại à. Trơn nè các bạn, bạn trục cho nó trơn càng tốt. Rồi các bạn mình lấy được cái khăn á, bạn chùi tiếp nữa nha. Rồi các bạn mình gắn lại, rồi các bạn mình vô nhớt lại một lần nữa nha các bạn. Rồi giờ hiện giờ rất là trơn luôn nha các bạn, trơn lởn luôn nè. Thì trơn rồi, các bạn mình cho nhớt vô trục ngoài luôn nha các bạn, cho nó rút vô cái miếng mút nha. Mút này nó trơn, vậy nó trơn. Rồi các bạn mình sẽ gắn lại nha, các bạn mình gắn lại trục bên đây, gắn vô nha các bạn. Các bạn gắn, các bạn gắn cẩn thận nha, các bạn mình không khéo là nó sẽ đứt cái dây rất là uổng á, nó chọt đứt dây đồng rồi á. Rồi mình sẽ gắn lại nha các bạn, thì nó trơn rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành bắt ốc lại nha. Hay xong nè các bạn, thì các bạn mình sử dụng một cái búa nha, hai cái kìm đó, các bạn khỏ bốn cái gốc nè các bạn, cho cái nếu mà các bạn mà cái trục nó có bị lỡ bị kẹt á thì nó trở lại ban đầu nha, nó không có bị bó lại nha. Các bạn mình siết lại một lần nữa nha các bạn. Các bạn dùng máy cũng được, hay mình đây giống như mình siết tay rồi đi, cũng đa phần cứng hết rồi các bạn, ít khi nó mềm lắm. Rồi thì bây giờ xong rồi các bạn. Rồi các bạn chùi nhớt nha, các bạn mình khi các bạn vô á thì nó sẽ bị chảy nhớt lum nha, nó bị dễ bị nóng lắm á, các bạn chùi sạch nha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đấu vô cái quạt nha các bạn. À, trước khi đấu á các bạn thì mình đo nha các bạn, mình nãy giờ mình quên, mình chưa có đo nữa, không biết nó còn sống hay nó chết nữa. Thì mình sẽ đo nha. Thì ở đây các bạn dặn cái đồng hồ các bạn, cái mức là thang là đo thông mạch X10 nha các bạn. Thì mình tiến hành mình sẽ đo. Thì mình sẽ đo, thì đây nó hiện tại đây nó chỉ có 4 giây nha các bạn. Thì các bạn kẹp vào dây xám nha. Rồi các bạn đo tới, các bạn xẹp dây xám nha. Các bạn đo tới những cái dây còn lại nha. Mình để hạ cái ga xuống chút nha các bạn. Thì các bạn đo tới những dây còn lại, đây nó lên nè các bạn. Rồi đo tới dây hồng lên nè, dây trắng nè, lên nè các bạn, là hiện tại cái quạt này còn sống nha các bạn. Rồi mình tiến hành mình gắn lại nha các bạn.